Rồi, chào toàn thể anh em luôn. Thì lời nói đầu tiên thì xin chúc toàn thể anh em là anh em thợ, anh em kích thủ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc nha. Và em cũng cảm ơn anh em là thời gian qua đã ủng hộ máy bên em ha. Thì hôm nay em gửi trả 5 con máy 2 phép nha. Kích lương 2 phép. Đó. Chạy chỉ có 2 phép thôi nha. Máy này máy đen. Máy cơ nha, máy cơ nhưng mà chạy phép. Máy này thì đánh nó chuyên mạnh về lương, lương cá lóc. Nhưng mà đặc biệt là lương nha, lương là đánh đạt chắc khoảng 99%. Đạt hơn là mình xài đê nha. Đây nè. Ở đây là cọc gai ha, đỏ đen. Đó. Thì để em đọc tên năm chủ nhân của năm con máy này ha. Thì một máy là của anh Nam ở Gò Công, Tiền Giang, mà máy của anh Tèo ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, máy của anh Khôi là ở Bình Hàn, Hải Dương, được máy của anh Cần là ở Hòa Bình, Bạc Liêu, được máy của anh Phước, An Nhơn, Bình Định ha. Rồi thì những anh em nào chưa có tên á thì anh em cố gắng đợi em, đợi 1 2 hôm gì nữa ha, rồi em tranh thủ em làm cho. Rồi những anh em đặt cái máy, những dòng máy như là 20D, 16D hoặc là cơ lai điện tử rồi đó, thì anh em cũng cố gắng đợi em ít hôm nữa ha, thông thả cho em đi. Chứ bây giờ em cũng rối đó. Nói chung làm có mình ơn nè, mà anh em tin tưởng anh em đặt nhiều mà em giải quyết không kịp. Thì anh em nào mà có đợi được ha, thì đợi ha. Còn đợi không được thì em sẽ không nhận cái đơn đó. Nói chung thì anh em đã muốn đặt ra thì anh em hãy cân nhắc trước nha. Giờ mình tính đặt thì mình phải đặt trước. Để cái thời gian em làm là 5 3 ngày, hoặc có thể là 1 tuần lễ, nhiều khi 10 ngày cũng không chừng. Có nhà anh em đặt nửa tháng rồi mà chưa nhận được máy á, thì anh em cũng thông cảm giùm em ha. Thì máy đây, máy bên em thì có bảo hành nha. Đây, có tem bảo hành cho anh em. Bảo hành là 6 tháng nha. Thì lúc nào cái ngày bảo hành em cũng ghi trừ hao từ cái ngày gửi là 5 ngày. Thì em gửi ngày vì 4. 4 tháng 7. Thì em ghi đây là ngày 9 tháng 7 ha. Đánh dấu đây số 7 nè. Đây là bảo hành 6 tháng. Đó. Máy thì nhỏ gọn thôi nè. À, để trong lòng bàn tay đây nè. Thì máy nào cũng em ra một lô vậy đó, là em sẽ ghi đúng một ngày bảo hành. À, thì em ra mai mốt em ra lô khác thì em ghi ngày khác. À, cùng 1 ngày 1 tháng luôn nha. Thì cái anh em lưu ý thì dùng cái máy 2 phép này bên em ha, thì anh em nhớ là dây đỏ là kẹp cộng nha, không kẹp ngược nha, chập vợt được nhưng mà không kẹp ngược được, đỏ là cộng, vàng là trừ, anh em cứ nhớ đỏ là cộng thôi, còn cái dây trừ là màu gì thì kệ nó nha, đôi khi là màu xanh màu vàng, nhưng mà lúc nào đỏ cũng là cộng. Đó. Thì dây kẹp bình em làm là dài 6 tấc cho anh em, cò bóp đầy đủ ha, dây cò bóp dài 1m6, thì anh em thẳng tay là vô tư luôn, không sợ vướng víu gì hết. Máy thì chạy là không nóng nữa. Em bao anh em đi hết bình này sang bình khác là nó chỉ ấm ấm biến áp thôi, còn cái nhôm này, cái phép này nó không nóng nữa. Em lắp quạt này để cho nó tản nhiệt cái biến áp này. Biến áp này bằng sắt, cái áp sắt thì nó phải có nhiệt, nó tản nhiệt, nó tỏa ra nhiệt thì cái xung điện nó mới ra nha. Đó. Nên là phải tản nhiệt cho nó. Rồi, để em test một con, sơ một con cho anh em xem ha. Nhớ là kẹp đúng như thế nè, đỏ là cộng nha. Đó. Thì kẹp đúng rồi, quay. Bóp cò nè. Đó, tiếng máy nghe rất im nha. Để em lấy bóng đèn, tải bóng đèn cho anh em xem.
máy khi có tải thì kêu tiếng dẫn dị, và khi không tải kêu dẫn dị nha, thì đánh con lươn đó mới đạt như nè. Chứ mà anh em máy mà khi không tải mà biết bóp cò nó kêu lớn, còn khi mình ghim giật xuống sình á, máy kêu nó nhỏ là con lươn lên không đạt nha. Cái đó nó bị tụt áp, do quấn miếng áp nè, nó tụt áp nha. Thì nói chung cái con lươn cái này là nó đánh chuyên về dòng nhiều hơn ha. Mà nói về dòng không thì cũng đúng, nó vừa dòng vừa áp, tại cái áp nó cũng hơi cao nhưng mà cái dòng nó lớn. Thì con lươn á là mình chích á, là nó sẽ bị ngứa, bị chọt là nó ra thôi. Thì anh em đánh lươn là cũng kinh nghiệm nha, mình đánh lươn không phải như đánh cá mà chọt, ví dụ hai cái chĩa đây, anh em chọt xuống rồi anh em bóp cò, bóp bóp nhấp nhấp bóp vài lần vậy đó. Nếu không có lươn thì nó không ra ha. Chứ anh em đừng có chọt xuống cái nhấp hai cái đi chỗ khác, nhiều khi con lươn nó ra không kịp nha. Anh em nhanh quá là nó ra không kịp, là mình không biết thấy con lươn cho đó. Nhiều khi anh em chọt hai chĩa xuống cho đó, chỗ đó có con lươn đó, nhưng mà anh em bóp cò, bóp hai ba cái không thấy lươn chui ra, cái bỏ đi, là cái đó là bắt dở lắm nha. Anh em phải đợi nha, giờ anh em bóp hai ba cái đi, rồi anh em ngưng lại cái, rồi anh em mới bóp nữa đó. Rồi xong, không có lươn thì mình đi chỗ khác, còn có là nó ra nha. Lươn nhầm khi nhầm con nó ở ở sát mặt đất, sát mặt nước ở trên á, từ mặt đất xuống khoảng 2 tấc á, thì anh em bóp phát đầu tiên là nó ra. Còn những con lươn nó ăn sâu ở dưới nha, 5 tấc hoặc là 4 tấc gì dưới, hoặc là trong hang, mà nếu anh em gấp quá là nó ra đâu kịp, bắt buộc mình phải đợi nha. Bóp hai cái rồi đó, ngừng cái bóp nữa, rồi có là chui ra, không có thôi. Còn đánh cá thì anh em chọt hai chĩa xuống anh em bóp, không có thì anh em về liền. Tại con cá là nó khác, con lươn nó khác, con cá là ở dưới nước, có là nó trồi lên, chỗ này con lươn nó ở dưới sình, trong sình thì cái độ nó phóng ra nó phải dướng sình nha, dướng sình nên bắt buộc nó phải có thời gian nha. Anh em đi thì anh em phải lưu ý là có kinh nghiệm nha. Nói chung mình đi từ từ thì mình sẽ quen đó. Rồi máy thì hiện giờ em bán là giá 650.000, em bao phí vận chuyển đến tay anh em ha. Khi nhận máy anh em kiểm tra đúng máy đúng mẫu thì anh em nhận, rồi thanh toán cho bên giao hàng ha. Rồi anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ em, số điện thoại là 085 883 767 ha. Rồi, chào anh em ha.